Tránh ra. Dừng xe, dừng xe. Chỗ tiền này anh cầm lấy đi bác sĩ. Bám theo tôi mà cũng lạc được. Tiến qua đi coi thử. Sam gái chưa tới. Dạ. Tới rồi kìa. Em gái, sao lề mề như vậy? Lúc đã phu xe được phải người đi đường. Có bị thương ở đâu không? Mấy bữa nay chúng ta tạm nghỉ ở đây đi. 2 ngày nữa mới có thuyền tới. Khi đó chúng ta mới được lên thuyền. Em gái, đêm nay ngủ cùng chị nha. Thằng ngốc này, cẩn thận một chút. Tôi sẽ kêu bọn họ cẩn thận. Xin lỗi ông chủ. Đồ vô dụng. Sau này cứ gọi chị là được. Chúng ta sắp thành người một nhà. Chị cũng không phải là người hay ghen. Chỉ là em và anh Đỗ vẫn chưa thành thân. Mọi thứ vẫn nên theo quy tắc, để người ngoài khỏi đàm tiếu. Tới Nam Dương rồi, hai người sẽ chính thức bái đường. Chị cũng hy vọng em xin đủ nếp tẻ cho nhà họ Giang chúng ta. Đàn ông mà, kiểu gì chẳng có mới nới cũ. Đêm nay ngủ chung với chị, anh Đỗ không dám làm gì em đâu. Dạ. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi mà. Đây là quà gặp mặt chị tặng cho em. Công đâu chị, em... Nè, đeo vào đi. Đúng là da thịt mềm mại. Không như chị, già rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới chớp mắt, chị lấy Giang Độ 7-8 năm rồi. Nhớ là hồi đầu, anh ấy chẳng qua chỉ là thằng làm thuê ở tiệm gạo. Chị lớn hơn anh ấy 8 tuổi. Người dưới quê chị đều nói vợ già chồng trẻ, làm ăn phát đạt. Anh ấy đúng là càng làm càng giỏi. Từ một thằng người làm, giờ đã thành ông chủ lớn. Cả tiệm gạo đó đều giờ là của anh ấy hết. Xem ra người dưới quê nói cũng có lý. Cho nên á, dù có thế nào thì anh Đỗ cũng đều nghe lời của chị hết. Sau này nếu anh Đỗ ức hiếp em, nhất định phải nói với chị. Em biết rồi. Chị phải đi ngủ đây. Em gái, em mau đi ngủ đi, không cần đâu chị. Em ngồi trên ghế là được rồi. Chị nói là đi ngủ đi. Dạ. Ngủ đi.
Anh Lục, anh bảo trọng. Lần này tôi về, dùng quê này vẫn nghèo như vậy. Nào thổ phỉ cộng thêm hạn hán thiên tai. Những gì tôi có thể làm thật sự không nhiều. Tôi hy vọng lần này về Nam Dương, tôi sẽ làm nên nghiệp lớn. Sau này có thể gửi ít tiền về, xây dựng đóng góp cho quê hương. Phải rồi. Đây là gì? Không phải cậu nó muốn vượt biên cùng tôi sao? Đây là vé tàu đi Singapore. Anh em thân thiết với nhau, cậu cầm đi. Ngồi tàu từ đây tới Singapore mất 7 ngày 7 đêm. Không có dễ dàng đâu. Cậu phải nhớ thật kỹ. Tới Nam Dương là để chịu khổ, chứ không phải để hưởng phúc. Tới đó rồi thì phải chịu khó làm. Nhất định. Chú Trần Gia Căn từng nói một câu này với tôi. Chú ấy nói, làm người là phải chịu được thử thách, chịu được đả kích, chịu được khổ, đó mới là hảo hán. Chúng ta đều phải làm hảo hán. Chúng ta hẹn gặp ở Singapore. Mau! Ba, chúng ta đi đâu vậy? Đừng hỏi nhiều. Tới đâu còn biết ngay, mau lên. Chỗ này. Đúng là chỗ này. Mau. Sao bây giờ mới tới? Không rành đường. Giao. Giờ mau lên, mau. Ba, mau lên đi. Sao muộn quá vậy? Tôi không rành đường, có mấy khi vào thành đâu. Các ông này thật tình, da máu, mau. Mau lên, đi thôi Hồng Đậu. Để Hồng Đậu ở lại đây. Hồng Đậu, con đứng ở ngoài này. Đừng có chạy lung tung. Trời ơi, sao giờ này mới tới chứ? Đinh lão gia, con gái ông ta có phải tên là Hồng Đậu không? Đúng vậy, đúng vậy. Con hứa gả cho ai chưa? Chưa có. Nói với ông ta, tôi muốn cưới con gái ông ta. Dạ lão gia. Hồng Đậu à, cha nói con nghe tin vui này. Cha, sao cha có thể làm như vậy? Sao cha có thể hứa gả con cho lão quan già đó? Sao? Cha làm không đúng à? Tuy người ta nạp con làm vợ lẽ, nhưng người ta đã hứa sẽ dùng kiểu hoa sơn đỏ đón con vào. Xính lễ bao nhiêu cũng được cả. Trên đời làm gì có hôn sự nào tốt như vậy? Cha làm như vậy là bán con. Bán con cho lão quan già. Cha coi con là gì chứ? Quan già có gì không tốt? Người ta hầu hạ hoàng đế. Thiên hạ này có mấy người từng được hầu hạ hoàng đế? Muốn gả? Cha tự gả đi. Cha nói con biết. Cha nói gả là phải gả. Chuyện này không đến lượt con quyết định. Mày, quay lại ngay, mày chạy hả? Có chạy cũng phải cưới. Con bé chết tiệt này. Hồng Đậu.
Không đủ. Tôi sắp đi rồi. Anh Lục giúp tôi. Anh ấy mua vé tàu đi Singapore cho tôi. Không đủ. Em yên tâm. Tới Nam Dương kiếm được tiền rồi, anh nhất định quay về cưới em. Em sắp phải gả đi. Nhưng không phải gả cho anh. Không đủ. Bà muốn gả em cho lão quan già đã hại chết em gái của anh. Con muốn cưới Hồng Đậu. Hồng Đậu, con sắp đi lấy chồng rồi, con suốt ngày chạy ra ngoài làm gì? Mấy ngày tới ở yên trong nhà đi, đừng có đi chèo thuyền nữa. Ba, có chết con không gả cho lão quái vật. Gả cho ai? Không tới lượt con lên tiếng. Xin chú gả Hồng Đậu cho con. Gả cho cậu, đến chén cháo còn không được ăn, có thể húp nước thôi. Hồng Đậu theo cậu, cậu lấy gì nuôi nó? Phần đời còn lại của tôi chỉ còn biết dựa vào Hồng Đậu. Cậu lấy gì mà nuôi tôi? Đúng là cậu không có gì cả, nhưng nếu chú bắt Hồng Đậu gả cho tên quan già đó, chẳng phải hại cô ấy sao? Ít nhất cho Hồng Đậu ăn cơm 3 bữa no. Anh Hà! 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 Anh tính đi đâu? Đi giết người. Không được, anh còn phải vượt biển. Anh còn phải vượt biển đi kiếm tiền. Anh còn người nhà cần nuôi. Em không thể để anh chết. Anh không thể chết được. Anh không thể để em gả cho hắn. Anh Hà. Anh Hà. Em trao cho anh. Dù anh cứ đi đến đâu, nhất định phải nhớ món nợ này. Sau này trả thù cho em, cho em gái anh. Nhất định phải nhớ lấy. Anh hãy nhớ lấy. Chúng ta hãy cùng đi, cùng vượt biển tới Nam Dương. Gạo này thơm quá. Chén cơm ngon thật. Còn coi, Đinh lão gia người ta tốt chưa kìa, đem đến bao nhiêu là gạo luôn. Nè Hồng Đậu, mau lại đây ăn đi.
ba ăn đi. Không phải ba vì miếng cơm đó sao? Lớn rồi còn dở tính con nít. Con người sống chẳng phải vì miếng cơm này sao? Hồng đậu, hồng đậu. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Đi đâu rồi? Người đâu? Người đâu? Người đâu mang tới đây? Người đâu? Hồng đậu bỏ đi rồi. Đi rồi, bỏ đi rồi. Đi mau lên, đăng ký. Ra đó tìm đi. Bên kia, bên kia. Tìm đó đi, đằng kia. Sao lại là các người? Cầm theo tay nãy, chắc chắn muốn bỏ trốn.
thả cho chúng tôi đi. Các người không được đi. Các người bỏ trốn lên làm bại hoại gia phong. Tôi không đời nào gả cho lão già họ Đinh đó. Ai cho cô đi? Anh thả tôi ra, đứng yên. Thả tôi ra. Đứng yên, thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi cầu xin anh thả tôi ra. Các người nghe tôi nói gì không? Thả tôi ra. Dạ, bắt cóc con gái tôi đi hả? Bắt cóc nè. Bắt cóc nè. Bắt cóc nè. Không liên quan gì anh ấy. Con muốn đi theo anh ấy. Câm miệng lại cho tao. Cả đời này con chỉ đi theo Trần Hà. Con không lấy lão quái vật đó. Mày, Hồng Đậu sắp đi lấy chồng. Cậu dẫn nó đi. Người ta tới đón nhau. Bước lên kiệu qua. Cậu dẫn con gái nhà người ta đi. Làm bại hoại gia phong. Theo quy tắc là phải đánh tới chết. Đi, đi. 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 Đi, đánh hắn chết đi. Tha cho anh ấy. Con đồng ý gả. Được. Nhốt nó lại. Đợi Hồng Đậu lên kiệu rồi mới được thả nó ra. Được, dẫn nó đi. Hồng Đậu, Hồng Đậu đừng làm như vậy. Không được làm như vậy. Không được đồng ý. Không được. Đừng đồng ý. A Hà, A Hà, con à, ăn miếng cơm đi. Nè, Hồng Đậu, cô ấy sao rồi? Đã như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ tới nó. Ăn miếng đi. Hồng Đậu sao rồi? Ba ngày nữa là sẽ cưới về nhà của họ. Hà, A Hà, con từ bỏ Hồng Đậu đi. Trưởng thôn nói rồi, chỉ cần Hồng Đậu gả đi là con sẽ được thả ra. Cho con đi vượt biển kiếm tiền rồi hãnh diện về quê. Muốn lấy cô gái nào mà chẳng được chứ. Hả? Hà, Hà ơi, còn coi người ta hào phóng chứ, xính lễ đem tới cả một đống như vậy. Cái thùng này có ai hãnh diện được như con. Con phải có diễm phúc lắm đó. Bà nói cho con biết, ngày mốt kiệu qua tới, con phải cười lên cho ba. Đừng có khóc xì cái mặt.
Con cố tình chọc tức ba chết đúng không? Bà nói cho con biết, lát nữa Kiều Hoa tới, con vẫn phải bước lên đó. Qua cửa rồi con sẽ là người nhà của người ta. Người ta cho dù có đánh chết con cũng phải chịu. Bà, đi. Muốn chết hả? Thả tôi ra. Đi đi. Đi đi. Đi. Cô dâu lên kiệu rồi. Mau ra mà xem, Kiều Hoa tới rồi. Nâng Kiều đi mau đi mau. Thật là vui quá, rỡ ràng thật. Mau lên mau lên. Nhanh lên nhanh lên. Nâng Kiều, đi mau, mau lên, đi mau lên. Cô gái à, Đinh lão gia là người có tiền có quyền trong thành. Cưới được ông ấy là phúc phần cả đời của cô. Được rồi, đừng có quậy nữa. Chùm khăn lên đi mà. Càng trống cồng chiêng rước cô vào thành. Hãnh diện vậy còn gì, bà dám. Được, 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 được. Mấy người coi chừng cô ấy. Tôi đi báo với Đinh lão gia. Đinh lão gia, cô dâu đã vào cửa chưa? Cô dâu vẫn đang ở ngoài cửa. Cô dâu tự cạo đầu mình đó. Đinh lão gia, cô dâu này tính rất là ương ngạnh. Thật sự cũng hết cách với cô ấy. Vậy thì còn có gì khó chứ. Nâng Kiều, nâng Kiều. Đi mau, đi mau. Nâng Kiều đi.
Nghe nói ta lấy một cô vợ đầu trọc, ta muốn coi thử tân nương mới của ta trông như thế nào. Nhớ lại năm xưa, có kẻ nào dám đánh ta chứ? Chỉ toàn ta đánh người khác thôi. Bây giờ ta đến vùng quê nghèo khó này, bị con nhóc người cho một bạt tai. Đánh hay, đánh hay lắm. Lão quái vật ngươi, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Làm gì đó? Tôi tới đem nước cho anh Hà. Vào đi. Anh Hà, uống nước đi. Anh Hà, uống nước đi. Ăn cơm, ăn cơm đi. Đi ăn cơm. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Anh Hà, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Không được vào. Không được. Không được vào đâu. Thank you.
Làm gì đó? Gã ma của ta bị xử bắn, không ai được vào thăm hết. Ra ngoài, ra ngoài. Mau lên đó. Hồng đầu. Anh Hà. Em chịu khổ rồi. Em không khổ. Em trả được thù cho em gái rồi. Chúng nói với em, ngày mai em sẽ bị xử bắn. Anh hãy thiêu em, mang tro cốt của em theo, đi cùng anh tới Nam Dương. Em biết, những người vượt biển, ai cũng sẽ hành diện trở về. Tới bên đó rồi, cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu. Anh phải tự chăm sóc bản thân. Kiếm đủ tiền rồi, nhất định phải trở về, báo đáp quê hương, giống như chú Trần Gia Căn. Như anh đã từng nói, nếu không phải vì chúng ta nghèo, em gái sẽ không phải chết, em cũng sẽ không phải chết. Anh không để em chết đâu. Chúng ta cùng đi Nam Dương. Em không đi Nam Dương cùng anh được rồi. Ông chủ, tôi muốn mua vé tàu. Ông chủ, có giấy tàu không? Bán hết rồi. Vậy bao giờ mới có? Mai quay lại. Ông chủ còn vé tàu không? Hết rồi, đi đi. Coi kìa, lùi lại, coi kìa, lùi lại đi, lùi lại, đứng yên, lùi lại, nhìn xem, lùi lại hết đi, xem cô ấy kìa, lùi lại hết đi. Không được bước tới, lùi lại đi, đứng yên đó, không được bước tới. Thank you.